Bích Tiên thân mến, chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tiên đã chuẩn bị những cái chậu thông minh và đất tốt để trồng rau cải son. Thì loại đất potting mix này nè và những cái chậu thông minh này thì Tiên đều mua ở trong Home Depot cả. Khi mà Tiên đi mua những cái chậu đó thì đang được giảm giá cho nên chỉ có 25 đô một thùng. Còn bây giờ thì giá của nó là 35 đô. Tiên rất là thích những cái thùng thông minh này. Tiên thì năm nay có một chút thay đổi là Tiên sẽ trồng rau vào những cái chậu thông minh. Vì Tiên không có muốn rau tiếp xúc với lại cái đất vườn đó các bạn. Rau mình trồng mình ăn đó. Cho nên là Tiên năm nay thay đổi. Tiên mua đất potting mix này thì hơi mắc một chút. Nhưng mà là đất tốt. Và trồng vào những cái chậu thông minh như thế này. Vì sao mà gọi là những cái chậu thông minh? Tại vì ở dưới đáy các bạn, nó có một cái khoảng trống để giữ nước ở trong đó thì sẽ giúp cho rau lúc nào cũng ẩm và rau sẽ phát triển tốt hơn. Hôm nay thì Tiên sẽ chuẩn bị 3 thùng để trồng cải son. Tiên thì Tiên rất là thích ăn cải son á các bạn. Mình trộn thịt bò nè, hay là mình nấu canh tôm, canh thịt bò gì cũng ngon hết trơn á. Mà bên đây á, thì rau cải son bán rất là mắc luôn. Một cái bó có tí xíu à mà 1 đồng 79 đó các bạn. Một lần Tiên mua là phải 3 4 bó mới đủ cho Tiên ăn đó. Cho nên là năm nay là Tiên quyết chí là phải trồng cho thiệt là tốt rau cải son để có rau cải son để mình ăn, tiết kiệm tiền. Rau cải son á, thì không thích nắng. Rau cải son rất là thích bóng râm và đầy đủ ánh sáng. Càng hạn chế nắng thì càng tốt đó các bạn. Và rau cải son thì rất là thích nước. Thì Tiên cũng đã chọn được một cái vị trí thích hợp ở trong cái khu vườn của Tiên đó, không có nắng để Tiên trồng rau cải son. Thật sự thì những năm trước á, cái vườn của Tiên nó nắng quá đi, cho nên Tiên trồng rau cải son đó các bạn, nó phát triển rất là chậm và phát triển không có tốt. Cho nên năm nay là Tiên quyết chí phải trồng cho được tốt và được nhiều để Tiên ăn, vì Tiên thích rau cải son lắm. Ngoài ra thì Tiên cũng có đi chợ để mua rau mồng tơi. Rau mồng tơi hiện tại bây giờ ở nơi Tiên ở là mắc lắm, một bó mà 5 đô mấy luôn. Thì Tiên cũng đã giữ lại hết tất cả những cái gốc rau mồng tơi và rau cải son thì rất là dễ trồng các bạn. Mình chỉ cần giữ cái gốc và cắm vào đất thì nó sẽ ra rễ và nó sẽ có rau tiếp tục cho mình ăn. Nếu như các bạn có thể trồng bằng hạt đó thì rau khi mà nó đã trưởng thành đó, thì rau nó sẽ rất là nhiều và sẽ tốt lâu cho mình có mình ăn lâu hơn. Nhưng mà nếu mà cắm bằng cành bằng nhánh xuống như vậy thì nó lên rất là nhanh các bạn, thì mình sẽ có rau cho mình ăn đó. Nó sẽ có rau cho mình ăn nhanh hơn. Đây, đây là rau cải son mà Tiên mua ngoài chợ nè. Thì Tiên giữ những cái gốc đã có một tí xíu cái rễ thì Tiên cắm hết xuống đây. Thật ra nếu như mà mình bỏ vào trong ly nước á các bạn, mình để trong nhà đó để cho ra thiệt nhiều rễ đó, thì khi mình trồng xuống như vậy nó bắt rễ sẽ nhanh hơn. Thì rau nó sẽ mau lớn hơn cho mình ăn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì trời còn đang rất là lạnh và cũng không có nắng nóng nhiều, cho nên Tiên cắm thẳng vào đất luôn như thế này. Một khi nó đã bắt rễ rồi thì nó phát triển rất tốt các bạn, mình sẽ có cho mình ăn hoài thôi à. Qua rau mồng tơi nha. Năm nay thì Tiên cũng thay đổi, Tiên trồng rau mồng tơi vào trong chậu luôn các bạn. Mồng tơi thì cũng dễ trồng lắm.
Và những cái loại rau như cải xoăn hay là mồng tơi như vậy thì mình không cần nhiều đất đâu. Mình chỉ cần đất khoảng 30 cm là quá đủ để cho mình trồng những cái loại rau này đó các bạn. Tưới nước cho rau xong rồi, bây giờ Tiên sẽ qua hái một ít rau từng ô, còn gọi là rau cải cúc đó các bạn. Thì năm nay rút kinh nghiệm ha, Tiên cũng trồng rau từng ô ít lại, chỉ trồng một cái khoảnh nhỏ ở chỗ này thôi. Chưa năm ngoái ăn không hết á, vừa phải đem đi cho nè, rồi đến lúc mà Tiên phải dọn dẹp rất là cực luôn. Năm nay chỉ một cái khoảnh nhỏ này thôi mà Tiên hái ăn hoài, ăn không hết đó các bạn. Và rau ở nhà trồng thì rất là sạch và rất là tươi xanh luôn. Đó, các bạn thấy không? Vậy là có được một bữa cơm tối với canh rau từng ô nhà trồng, nấu tôm rất là ngon. Ngoài ra thì Tiên sẽ hái một ít chanh dây. Không phải hái nữa, chanh dây á, ngày nào ra nó cũng rụng hết á các bạn, nó rụng nhiều lắm. Thì Tiên ngày nào Tiên cũng lấy chanh dây Tiên pha nước chanh Tiên uống hết. Bây giờ Tiên sẽ đem rau vào nấu và pha nước chanh dây để uống nha, chuẩn bị cho bữa ăn tối. Tiên tạm biệt tất cả các anh chị và các bạn ở đây nha. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của Tiên. Xin hãy nhấn nút like, subscribe cho kênh của Tiên nha các bạn. Và nhấn nút chuông nha, để khi Tiên có video mới thì các bạn sẽ biết để vào xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc một ngày tốt lành. Bye bye.